Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Tuấn AC nhá. Và hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một video clip về một khẩu súng có cái tên đó chính là Super Gun. Và hôm nay thì mình sẽ cầm em nó đi săn zombie. Và để xem là với một khẩu súng mà rất là đặc biệt như thế này thì sát thương cũng như là uy lực của khẩu súng với chế độ zombie nó như thế nào. Rồi, chúa quỷ đã xuất hiện rồi và mạng đầu tiên chắc chắn rồi thuộc về Tuấn AC. Vâng, một khi mà đã gọi là trong cái tầm bắn gọi là rất gần như thế và trên tay là một khẩu súng thuộc dòng súng SMG thì không có gì để có thể gọi là ngăn cản Tuấn AC gọi là ăn cái mạng đấy cả. Rồi, nấp ở đây để làm cái gì? Nấp để làm cái gì? Mình xin nhé, a à, hi hi. Nào. Đâu rồi? Anh em á, à, đây rồi. Hay lắm. Trời ơi, cào hộ mình với cái kho đạn dược. Và chúng ta sẽ lên trên đây để gọi là thu giam nào. Nào, zombie đâu rồi? Zombie đây rồi. Và kể từ cái video clip này trở đi thì mình sẽ sử dụng giọng thật của mình để bình luận những video clip mà mình chơi game. Và tất cả các sản phẩm về sau của mình thì mình sẽ sử dụng giọng thật của mình. Bởi vì là rất là nhiều anh em không thích cái giọng kia do nghe khá là chói tai. Như là đến bây giờ thì có lẽ là mình sử dụng giọng thật của mình nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Và nó không gây cho anh em những cái sự ức chế khi mà anh em nghe những cái video clip mà mình bình luận game nữa. Rồi, và không liên thuyên nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung cho hiệp đấu tiếp theo. Các bạn có thể thấy là zombie ở trong hiệp đấu đầu tiên thì đã bị hành cho tướt hết cả xác ra rồi. Rồi, zombie lại xuất hiện rồi. Bắn luôn. Bắn. Này, zombie này. Úi dồi ôi. Và không có cửa gọi là nhúc nhích luôn. Tuyệt vời. Và ở tầm xa như thế và mình vẫn cứ ăn được mạng của zombie. Phải nói là quá tuyệt vời với khẩu súng SMG. Rồi. Đấy, cứ thêm zombie là thêm vui anh em ạ. Càng đông càng vui, càng ăn loài mồm ra. Úi dồi ôi. Đứng tim này mà. Chắc thanh niên sau khi bị zombie cào gọi là quá đau buồn rồi. Nào, vào hết đây. Vào hết đây. Vào hết đây. Trời ơi, mình xin nhé. A à, hi hi. Nào 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 nào. Zombie đâu hết rồi. Nhiệt lên, nhiệt lên. Thế này là không nhiệt rồi. Thế này là không có nhiệt rồi. Nào, ngựa lên. Úi dồi ôi. Nào, nào. Vâng, cái cây cầu này nhiều lúc bắn rất là sợ luôn anh em ạ. Bởi vì cây cầu này nhiều lúc bắn đam nó không vào. Đấy, đây, 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 đây. Rất nhiều lúc là đam nó không vào anh em ạ. Úi dồi ôi. Đây gọi là màn hủy diệt zombie rồi. Zombie chỉ có gọi là, phải nói là những bạn zombie này chơi rất là cố gắng đấy. Chết liên tục mà vẫn gọi là xông lên một cách rất là một phong thái rất là hoang dã như thế này là mình rất thích. Nhưng mà những cái phòng chơi zombie nó lại như thế này anh em ạ. Chơi zombie là phải gọi là mạnh mẽ một cách hết cỡ như thế này. Ui, thôi, 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 thôi. Thôi rồi, phải cả nồi ạ. Ba thanh niên đứng cùng với nhau, mình ở trong cùng mà cuối cùng mình lại là cái thằng bị zombie cào. Nhọ. Phải nói là quá nhọ thì Tuấn AC rồi. Nào, bây giờ thì chỉ còn một thanh niên zombie con này thôi. Không biết là bạn ấy có thể làm. Ôi trời ơi, vâng. Đúng là một cái ngén không thể làm lên mùa xuân được. Vâng, nó cứ phải gọi là 2-3 cánh ngén hoặc là phải có một cánh gọi là đại bàng thì may ra mới tạo lên được sự đột biến. Zombie chơi rất nhiệt nhưng mà phải nói là rất tiếc. Rồi. Sao thanh niên nhìn thấy zombie chúa quỷ xuất hiện trước mặt bàng hoàng quá hay sao mà này đứng im không có nhúc nhích cái gì cả. Vâng. Nó lại cào cho tức mồm ra thì lúc đấy lại đổ tại số. Rồi và anh em nhớ nhá là hãy tham gia event ở phía cuối của video clip này và trả lời câu hỏi. Phần thưởng là 3 chiếc cốt may mắn, 200 kim cương dành cho những bạn trả lời đúng câu hỏi cũng như là may mắn được mình chọn. Và sau mỗi một video clip thì mình sẽ có 24 tiếng để anh em có thể tham gia. Và sau đó thì mình sẽ chọn ra người may mắn và mình sẽ PM Facebook của bạn ấy và trao cho bạn ấy những cái
trao cho 3 bạn may mắn 3 chiếc cốt trị giá 200 kim cương, cũng như là để Evan tổ chức sinh nhật channel của mình đã tròn 2 tuổi rồi. Tuyệt vời, vâng. Lại biến thành zombie rồi. Ui giời ơi, cho cào cái. Rồi, tôi chưa thấy bao giờ đấy. Cảm giác chơi zombie lại mệt mỏi như thế này. Rồi, thanh niên. Mấy cái thanh niên gọi là soul leader này. Vâng. Loài người hãy nghe đây. Biến hết thành zombie đi. Rồi. Hay lắm. Á hi hi. Rồi, đứng đây. Thôi xong rồi. Rồi, vâng. Một tình huống mà rất là bất ngờ khi mà mình vừa lao lên thì Hezo xuất hiện. Vâng. Thế là bị chém cho tức người ra. Quá nhọ mà. Rồi. Vậy là zombie đã gọi là tát cho hero sấp mặt lờ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hiệp đấu thứ tư. Trên tay mình là khẩu súng Super Gun anh em ạ. Được tự mệnh danh cho mình là Super. Mà bắn thì anh em có thể thấy rồi, đúng là nó cũng không tệ cho lắm. Thế là mình... Úi dồi ôi. Thôi anh ơi. Vâng. Ôi. Này thì bắn này. Một khi Tuấn đã làm zombie rồi mà này vẫn cố tình bắn. Này thì thay đạn. Này. Rồi. Còn hai thanh niên đang thủ dâm ở trên khu vực hành lang. Pha này mình sẽ cho các bạn thấy siêu năng lực của Tuấn AC. Rồi. Đã bảo rồi mà đừng đùa. Vào luôn mà liên hoan đi anh em, sợ méo gì. Ông này còn chui ra nữa thì tôi cũng lạy ông. Vâng. Tát mạnh lên, không cần biết rời đất ở đâu nữa. Tát hết. Liên hoan nào. Rồi ôi. Hezo mà đứng ở trong lồng thì khác gì là cua ở trong lỗ. Zombie là cứ vào vả thôi. Nào. Anh em đâu rồi? Cầu mong là cái hiệp đấu cuối cùng này thì mình không biến thành zombie nữa. Biến nữa thành zombie chắc tôi gọi là tự tử mất. Đây rồi, zombie ở trong lồng anh em ơi. Đi săn nào các con rời. Nào. Úi dồi ôi, thề luôn, các ông ấy ném bom cũng gọi là miệt. Rồi, một pha chém hụt zombie rồi. Vâng, cái cây kiếm này nó rút ra hình như hơi lâu đấy. Nào. Xoáy đi, bắn đi, còn chờ đợi cái gì. Rồi, cơ hội thôi đây rồi. Vãi cả nồi ạ. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Không thể nào cận chiến được zombie. À đây rồi. Chạy đi đâu. Nằm ngay xuống. Tuyệt vời. Vâng, đúng lúc con AC rút dao ra. Và tất cả gọi là hỏa lực của team được tạm dừng để zombie chúa quỷ lây nhiễm cho mình. Thật là những người đồng đội phải gọi là mình không còn tư gì để có thể diễn tả đồng đội nữa. Vâng, thật là một cảm giác holy shit anh em ạ. Vãi nồi. Nào, đứng ở trên đây nhìn à, nhìn đều là xác định rồi. Nào, hồi máu rồi, mình sẽ có một màn siêu phẩm tiếp nào. Thôi rồi, pha đấy chắc chắn là tuyệt rồi. Không thể lên được. Rồi, Hezo xuất hiện rồi. Anh em ơi, lên nào. Lên. Tát. Ui, rồi ôi. Thôi sao. Vâng. Và như thế là Tuấn AC lại bị chém chết bởi Hezo anh em ạ. Quá là ngu người đi. Rồi. Và như vậy là trong cái clip này mình cũng đem đến cho mọi người một cái event kỷ niệm sinh nhật của channel Happy Green TV, hay là bây giờ đã là channel Tuấn AC TV. Và các bạn có thể thấy là với cái khẩu súng SMG này thì nó khá là mạnh trong chế độ zombie, với lượng đạn dồi dào, với sát thương zombie cũng mình thuộc dạng không phải gọi là yếu đâu anh em ạ, khá là mạnh đấy. Và mình rất thích cầm những khẩu súng SMG đi săn zombie. Còn các bạn thấy sao về khẩu súng này? Hãy comment cho mình biết ý kiến của các bạn ở phía dưới bình luận của clip. Đừng quên tham gia Evan ở phía cuối và trả lời câu hỏi mà mình đưa ra.
Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.